Nóng nóng nóng, ngon bổ rẻ áo phông One Piece đã ra mắt thêm rất nhiều mẫu mới bà con ơi. Nhanh tay dinh ngay để diện hè nào, link ở bên dưới này nhá. Kiếm sĩ số 1, ai là đệ nhất kiếm sĩ trước Mihawk? Hello, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Drakure Mihawk, kiếm sĩ đệ nhất thế giới, hay còn được gọi là Master Hou. Ông ta từ nhỏ thì đã cực kỳ đam mê kiếm thuật. Khi mà đủ lông đủ cánh, ông lênh đênh khắp đại trình để đi tìm kiếm đối thủ thách đấu. Duy nhất thì Xanh Tóc Đỏ là người cùng thời đại đủ sức so tài với Master Hou trong khoảng thời gian này. Trận chiến giữa hai người luôn được ngưỡng mộ và tôn trọng, danh tiếng của nó thì vang xa khắp bốn bể. Chỉ khi Tóc Đỏ mất đi cánh tay trái, Mihawk thì mới thôi theo đuổi mối tình. Nhưng mà có bao giờ các bạn tự hỏi là nếu Roger là vua tạc đời trước và Luffy chắc chắn sẽ kế vị ở cuối One Piece, thì trước khi mà Mihawk lên được ngôi vị này, vị trí kiếm sĩ đệ nhất đã từng thuộc về ai trong quá khứ không? Một câu hỏi tưởng dễ nhưng mà lại rất khó để trả lời. Ở thời đại mà các đại tạc thế hệ cũ tung hoành ngang dọc, không ít kiếm sĩ nổi tiếng với trình độ thượng thừa, vậy thì ai mới là người có khả năng cao nhất được phong cho danh vị cao quý này? Và ok, ngày hôm nay, mấy anh em cùng với Sam Soi đưa ra dự đoán trước Mihawk ai là đệ nhất kiếm sĩ thế giới. Let's go! Huyền thoại Ryuma. Shimotsuki Ryuma là kiếm sĩ huyền thoại của đất nước Wano. Ông là chủ nhân của gia tộc Shimotsuki đình đám, ngang hàng với dòng tộc Kozuki. Lúc sinh thời thì ông được tôn là thần kiếm với chiến tích hạ gục một con rồng khổng lồ. Tất nhiên là rồng xịn chứ không phải là rồng nhân tạo hay là rồng trái quỷ. Được xem là kiếm sĩ mạnh nhất trong lịch sử Wano. Lúc mà qua đời, thanh xui xui cắm ngay trên phần mộ của Ryuma và được bảo vệ như một báu vật trấn quốc. Theo lời Hiyori và con cáo Onimaru, kể từ khi xác của ông bị trộm cùng với thanh kiếm, Wano thì liên tục gặp biến cố diệt vong. Chỉ trong vòng vỏn vẹn hơn 12 năm, từ một quốc gia trù phú trở thành căn cứ của bằng tạc bách thú. Thần kiếm Ryuma lần đầu được giới thiệu ở Arc Thrill Bắc. Ông thì bị nhóm của Gecko Moria trộm mất xác trong cuộc tấn công băng Kaido. Gương mặt của ông thì được tác giả tiết lộ là có nét khá giống Zoro hiện tại. Nói về sức mạnh, Ryuma nằm trong top kiếm sĩ có thể chất mạnh mẽ, phải nói là kinh khủng. Điều này được thể hiện qua việc hạ gục một con rồng, sinh vật huyền thoại, cũng như là vung kiếm nhẹ đã có thể cắt đôi một tòa địa ốc. Là thần kiếm của Wano, hiển nhiên thì ông thuần thục Ryuo Haki vũ trang cấp cao. Người đời thì phong cho ông biệt danh là The King hay là Linh hồn chiến binh. Ryuma thì cũng là một trong hai người duy nhất cho đến nay được tác giả xác nhận là có thể sơn màu lên thanh kiếm. Việc Ryuma là đệ nhất kiếm sĩ Wano thì không phải bàn cãi. Tuy nhiên thì có một chi tiết nhỏ là do Wano từ lâu đã biệt lập với thế giới bên ngoài nên khả năng danh tiếng của Ryuma lan ra toàn thế giới là không cao. Vì thế mặc dù rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Mihawk, nhưng mà tỷ lệ ông trở thành kiếm sĩ đệ nhất thế giới rơi vào khoảng là 5-10% thôi. Kozuki Oden. Oden là lãnh chúa của Kuri, cũng như là người thừa kế chính thức ngôi vị Shogun từ người cha Sukiyaki. Ngay từ nhỏ Oden đã thể hiện bản thân có tư chất hơn người với hàng loạt câu chuyện truyền miệng đầy thi vị. Tiêu biểu nhất thì có lẽ là chiến tích hạ gục con heo Sơn Thần năm 18 tuổi. Lúc mà băng dâu trắng trôi giạt trên bờ biển Wano, Oden và bố già thì có pha chào hỏi trên mức cần thiết. Dâu trắng thì cảm thấy rất thích thú vì thế giới này vẫn có những tên quái vật dùng kiếm mạnh đến thế. Từ đó thì sự thích về tên hải tặc đến từ Wano thì bắt đầu. Oden thì trở thành nhân vật hiếm hoi, từng là thành viên chủ chốt trên cả hai con tàu huyền thoại là Moby Dick và Oro Jackson. Trong chuyến hải trình cuối cùng của mình bên cạnh Roger, cả hai thì thể hiện là có thể nghe được tiếng nói vạn vật. Họ thì hiểu được những lời thì thầm của con voi nghìn tuổi Junisa. Trước khi trở thành bộ ba quái vật bên dưới vua hải tặc, Oden thì cũng đã từng đảm nhiệm vị trí đội trưởng đội 2 trong băng dâu trắng. Một sự công nhận quả xứng đáng cho sức mạnh của vị samurai này. Ở đoạn hai băng hải tặc chạm trán nhau, ông là người duy nhất được ngồi chung mâm và bàn chuyện đại sự với hai đại hải tặc là Roger và Newgate. Là chủ nhân của kỳ hồng bao, hiển nhiên Oden trở thành kiếm sĩ mạnh nhất Wano ở thời đại của mình. Ngay cả Kaido còn lo sợ sức mạnh kinh khủng ấy, đến nỗi là phải lập kế hoạch với Orochi lừa Oden đến tận 5 năm để nâng cao khả năng chiến thắng.
Mặc dù vậy, khi mà đối đầu nhau, Kaido thì cũng không quá vượt trội, thậm chí thì còn bị khắc lại hai vết cắt mãi mãi không thể phục hồi. Là một kiếm sĩ đại tài, nhưng mà thời gian trên biển của Oden thì khá ngắn, chủ yếu thì cống hiến những năm cuối cùng bên cạnh Dâu Trắng và Roger. Mặc dù vậy thì những gì Mong Ta đã để lại thì cũng khiến Hải quân phải dè chừng. Mình thì đánh giá khả năng của Oden trở thành kiếm sĩ đệ nhất thế giới rơi vào khoảng 15-20%. Nguyên do là bởi ông thì không có quá nhiều cơ hội chạm trán với những đối thủ sừng sỏ khác trên đại hải trình. Vua hải tặc Roger. Ngoài danh hiệu vua hải tặc, Goldie Roger còn được biết đến là người sử dụng kiếm vô cùng áo diệu. Điều này được thể hiện qua việc tỉ võ với Dâu Trắng trong cuốn hồi ký mà Oden đã để lại. Trong khung tranh ấy, Roger dùng chiêu Saber hất nhảy thanh kiếm đã khiến một samurai bá đạo như Oden phải văng ra tận vài cây số. Chính thanh niên đến từ Wano còn không tin vào mắt mình là còn có kẻ có thể còn mạnh hơn cả bố già. Ngay sau đó thì Roger và Dâu Trắng thì đã có một trận đấu long trời lở đất khi mà hai thanh đao còn chưa chạm vào nhau mà cả hòn đảo đã rung chuyển dữ dội. Đẳng cấp thì hoàn toàn khác biệt so với lần Oden gặp Dâu Trắng. Như chúng ta đều biết, lý do là bởi cả hai có thể sử dụng Haki Bá Vương trong vũ khí của mình. Ở chapter 1010, tác giả phần nào giải thích cho chúng ta hiểu về nguyên lý hoạt động của nó. Thế nên thì không thể xem thường tài nghệ kiếm thuật của vua tặc được. Kiếm thì cũng là vũ khí chiến đấu chính của Roger. Mặc dù thì cực kỳ mạnh, hoàn toàn có thể đứng đầu hội kiếm sĩ thế giới, nhưng mà có lẽ Roger thì không muốn nhận danh hiệu đó. Lý do là bởi ước mơ của ông là trở thành người tự do nhất trên biển, khám phá ra bí mật của thế giới. Nên mình thì chỉ đặt cược tỷ lệ là 30% Roger từng là kiếm sĩ đệ nhất mà thôi. Sẵn đây thì chắc chắn có bạn sẽ thắc mắc tại sao là Dâu Trắng lại không xuất hiện trong danh sách này. Đơn giản, ông là người đàn ông mạnh nhất hành tinh và sức mạnh chủ yếu đến từ trái quỷ Gura Gura no Mi cộng với Haki. Kiếm thuật thì chỉ góp phần tô điểm thêm một con người xuất chúng như bố già mà thôi. Thành viên Ngũ Lão Tinh. Ngũ Lão Tinh hay còn được biết đến nhiều nhất với cái tên là Gorosei. Đây là một nhóm gồm 5 ông lão cứng cựa nắm quyền điều hành chính phủ thế giới. Nói cách khác thì họ là những người có quyền ra lệnh cho hải quân, Sivapol và cả thất vũ hải. Chính họ là người đã ra lệnh dùng Butter Co hủy diệt Ohara để bảo vệ bí mật về thế kỷ trống, che giấu sự thật mối mặt về thất vũ hải Gecko Moria và thông tin vượt ngục của các tù nhân ở tầng 6 Impel Down. Họ chỉ chịu quỳ gối trước Imsama, người bí ẩn ngồi trên ngai vàng ở Marizoi. Trong số 5 ông lão này, có một người khác biệt so với phần còn lại. Ông lão đầu trọc đeo kính và là người duy nhất mang theo vũ khí là một thanh kiếm dài cùng với bộ đồ trắng nổi bật. Tất nhiên thì tên tuổi cũng như thông tin về họ vẫn còn là một điều bí ẩn. Nhưng từ vẻ ngoài ngầu lòi cho đến quyền lực, có thể thấy thì họ cực kỳ mạnh, không dễ gì mà một hải tặc như xanh lại bén lén trước khi mà đứng trước mặt Gorosei cả. Giống như 4 người kia, ông lão đầu trọc này được dự đoán là bậc thầy trong mảng kiếm thuật và biết đâu chừng trong tay ông ta chính là thanh Sodai Kentetsu, một trong 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm đã biệt tâm biệt tích mấy chục năm nay. Và bên cạnh đó, cả 5 người được miêu tả là có ngoại hình không hề thay đổi so với 20 năm trước. Từ đó thì dấy lên giả thuyết cho rằng họ thì bất lão. Nếu thực sự là vậy thì khả năng ông lão trong bộ y phục trắng này thì rất có thể là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị kiếm sĩ đại nhất. Mình đoán thì tính khả thi của giả thuyết này lên tới 60%. Sư tử vàng Shiki. Lại một cái tên đình đám khác xuất hiện trong danh sách này, sư tử vàng Shiki. Ông thì từng đứng ngang hàng với Big Mom hay Dâu Trắng trong băng rốc. Sau khi mà thuyền trưởng Sebek bị đánh bại, Shiki lên nắm quyền bành trướng lực lượng, trở thành băng tặc lớn nhất ở thời đại của Roger. Ngoài sức mạnh đến từ trái quỷ, khả năng về kiếm pháp của sư tử vàng khiến bất kỳ ai đều phải thán phục. Ông là người sử dụng trường phái song kiếm. Trong lần xâm nhập Marineford để hỏi ra lẽ vụ việc của Roger, một mình Shiki hạ cục cả núi hải quân trước khi mà chịu khuất phục bởi bộ đôi là Senoku và Gap. Từ đó thì cho thấy ông thì không phải dạng tầm thường. 2 năm bị nhốt trong Impel Down, không những không nhụt chí, Shiki thì còn bình tĩnh nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo để tẩu thoát. Ông ta cắt đứt 2 chân, hạ gục hàng loạt những tên quản ngục và thoát ra khỏi nhà tù dưới biển trước sự tức giận của Magellan, và khi ấy chỉ mới là phó giám ngục thôi. Cần biết thì vụ đào tẩu lịch sử ấy thì chỉ có một mình ông thực hiện, trong khi Luffy cần đến hàng trăm người giúp sức và 2 cựu thất vũ hải.
Sau khi trốn thoát thành công, Shiki dùng hai thanh katana của mình để thay thế cho đôi chân đã bị mất. Tuy vậy thì đối với những kẻ dị thường, tàn tật thì không làm họ yếu đi, đơn cử như Xanh hay Aokiji chẳng hạn. Sư tử vàng thì kết hợp năng lực trái quỷ Fua Fua no Mi vào đường kiếm của mình, tạo ra luồng kiếm khí cực mạnh mang tên là Rokushiki. Sức mạnh thực sự của ông ta thì vẫn chưa được thể hiện rõ, nó thì chỉ được nhá hàng một phần nhỏ ở movie Strong World thôi. Thế nên thì không có gì quá ngạc nhiên nếu sư tử vàng Shiki là một trong số ít người dùng kiếm mạnh nhất thế giới ở thời đại của mình. Mình thì mạnh dạn đặt cược tỷ lệ ông ta đứng top 1 là vào khoảng 70-75%. Jay Lee, nếu những người nêu trên thì còn khiến bạn phải đắn đo suy nghĩ thì có lẽ cái tên sau đây sẽ không còn nhiều bàn cãi nữa. Cái tên vua bóng tối phần nào đã lột tả được vị thế của Jay Lee trong bản đồ hải tặc thế giới. Cùng với Roger, họ tạo nên bằng hải tặc duy nhất có tới 2 vị vua. Không hề ăn trái quỷ, Jay Lee thực sự quá khủng bố khi là thuyền phó duy nhất được xếp vào hàng ngũ huyền thoại. Thể chất là thứ đáng sợ nhất về ông ta. Khi mà ở độ tuổi 76, ông thì vẫn dư sức bơi qua vùng biển tĩnh lặng, nơi được xem là lãnh hải cấm kỵ với hàng nghìn con vua biển luôn trực chờ. Thể chất kinh khủng như thế nhưng mà Haki thì còn đáng sợ hơn gấp bội. Sở hữu cả 3 loại Haki, nhiều khả năng thì tất cả đều đạt đến trình độ cao nhất. Ông ta thì nằm trong top những người sử dụng Haki mạnh nhất từng được biết đến cho đến hiện tại. Ở lần debut tại Sabaody, Jay Lee từng được Kizazu miêu tả là có sức mạnh lớn hơn gấp 100 lần so với 11 siêu tân tinh. Và thừa nhận là truy bắt ông thì chỉ tốn thời gian thôi. Vũ khí chính của vua bóng tối là kiếm, kể cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Trình độ kiếm pháp của ông thì vẫn y nguyên như vậy. 20 mấy năm trước thì chỉ với một ngón tay, Jay Lee thì khiến Marco toát mồ hôi hột. 20 năm sau, ông thì vẫn nhanh và mạnh để đủ bắt kịp tốc độ của người ánh sáng là Bosalino. Không quá lạ nếu như trước khi về hưu, vua bóng tối chính là kiếm sĩ đại nhất. Thêm một chi tiết nữa, trong băng mùa dơm thì Zoro được xem là thuyền phó và ước mơ của anh thì cũng là kiếm sĩ đại nhất. Như chúng ta đều biết thì Luffy, Zoro thì có rất nhiều điểm giống với hai vị tiền bối là Roger và Jay Lee. Nếu Roger đã là vua hải tặc thì biết đâu vua bóng tối là một danh hiệu ngang hàng với đệ nhất kiếm sĩ thì sao? Mình vẫn tin rằng ông là người có khả năng cao nhất đã từng đạt được vị trí này, tỷ lệ là 90% cho anh em nào cần nhé. Riêng danh hiệu kiếm sĩ đệ nhất thì mình còn phải phân vân, chứ ngôi vị sau đây thì chắc chắn thì đã có chủ. Trong chapter 1015, Sanji cầm trên tay thanh thập tự kiếm trị giá 320 triệu và thi triển cực kỳ điêu luyện. Cùng lúc đó thì cú đá của anh còn làm Queen 1 tỷ 3 té ngửa. Thế nên thì thử hỏi là có ai đủ sức để cạnh tranh danh hiệu là đệ nhất kiếm sĩ với anh tôi không? Rồi, ok, và trên đây là dự đoán của mình về vị trí đệ nhất kiếm sĩ trước thời của Mihawk. Anh em thì có ý kiến gì khác thì hãy cùng nhau thảo luận ở phía bên dưới này nhé. Và ngay bây giờ sẽ là 3 chiếc comment may mắn nhất từ video trước. Đầu tiên là bạn Mạnh Trần: cú đấm chó đỏ có thể xuyên qua lớp da của Kaido không ạ? Khả năng cao là có nha bạn. Bạn thứ hai là bạn Kiên Nguyên Đức: mong được lên TV, anh nghĩ kho báu One Piece là gì? Theo mình thì là kho báu chứa một mảnh ở bên trong. Bạn cuối cùng là bạn Cao Minh: làm sao để cắm sừng người yêu hả anh? Mong anh xăm soi đẹp trai trả lời. Úi giời, cắm sừng người yêu á? Dễ mà bạn. Bạn là cầm 50.000 chạy ra chợ mua cái cặp sừng bằng mũ ấy về đội lên cho người yêu nhá. Thế là xong. Rồi, ok. Và đừng quên để lại comment ngay bên dưới video này để có cơ hội xuất hiện trong số lần tới nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở video ngày mai. Bye bye. Sugu oikakeru san. Soya ore mo itte nakatta na. Yoshi, ikou.